Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ tối, tức là 20 giờ của ngày 19 tháng 1 năm 2022. Tôi quay trở lại câu chuyện Minh Béo một chút nha các bác. Tôi quay trở lại bởi vì là một số bạn bè có gửi cho tôi một cái link bài báo ở trên báo Tuổi Trẻ và nói rằng là chả lẽ tẩy trắng cho anh chàng Minh Béo này. Cái thứ hai nữa rằng là có một số người trên kênh Trang Trang TV có comment rằng là như vậy là anh đuổi cùng giết tận một nghệ sĩ tài năng hay sao. Tôi phải làm cái clip này để mà nói rằng là khi tôi đọc cái bài báo đó, tôi không thể hiểu được một cái anh làm có thể nói rằng là lãnh đạo cấp cao của Bộ Văn Hóa. Thế thì hỏi tại sao mà bác Tổng Bí Thư đã đôi lần nhắc nhở rằng là Tổng Bí Thư rất quan tâm tới lĩnh vực văn hóa, và hình như lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức, bởi vì có những con người ngồi như vậy, ngồi với chức lãnh đạo như vậy, và với cái câu chuyện và xử lý ở trong cái sự việc Minh Béo như vậy thì hỏi sao mà không bị loạn. Thậm chí anh ta còn tự vả, tôi nói thật, và cái văn bản mà có thể nói rằng là quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. Chúng ta sẽ xem qua một bài báo, và tôi xem xong và tôi cảm thấy rằng là lòng của mình nó tràn ngập một cái sự phẫn nộ. Và người ta nhân danh một thứ gì đó, người ta nói một cách rằng là bon mồm và trơn tru đến như vậy. Đây là bài báo ở trên báo Tuổi Trẻ với một cái tiêu đề rất gợi. Minh Béo được trao huy chương bạc, chọn cảm hóa con người hay là đẩy họ vào bước đường cùng. Tôi xin chia sẻ các bác nguyên văn thế này. Chính nghệ thuật, phim ảnh lâu nay đều cố gắng tuyên truyền để xã hội rộng lòng đón nhận những người từng tù tội được tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Vậy thì tại sao phải làm ngược lại đối với nghệ sĩ? Tôi sẽ phân tích kỹ cho các bác. Cục Phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương nói về trường hợp Minh Béo được trao huy chương bạc tại liên hoan này đang gây bức xúc một số khán giả. Và thông tin về nghệ sĩ Minh Béo, tên thật là Hồng Quang Minh, từng dính án ấu dâm và phải chịu phạt tù tại Mỹ năm 2016 khi du lịch tại nước này, và đã được trao huy chương bạc. Và trước đó, vào năm 2017, khi Minh Béo mới về nước khi đã thực hiện xong án phạt ở Mỹ, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã khuyến cáo nghệ sĩ này là không bôi đỏ như các bác, là không tham gia hoạt động biểu diễn vì những sai phạm nêu trên, đồng thời để tránh dư luận không tốt trong môi trường biểu diễn. Và khi trao đổi thì ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, trưởng ban tổ chức Liên hoan kịch toàn quốc Việt Nam thì cho biết công ty của nghệ sĩ Minh Béo tham gia vào liên hoan sân khấu là được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, và nghệ sĩ Minh Béo được giải là do Hội đồng Nghệ thuật của liên hoan chấm chất lượng nghệ thuật để trao giải. Về mặt chính thức thì các cơ quan nhà nước đều không có bất cứ khuyến nghị nào về việc hành nghề của nghệ sĩ Minh Béo. Hiện nay cá nhân nghệ sĩ Minh Béo và công ty của anh đều không vi phạm pháp luật. Họ đủ điều kiện để tham gia liên hoan sân khấu, và khi đạt chất lượng nghệ thuật thì được trao giải là điều bình thường. Ông Dương nói như vậy. Về một số luồng dư luận không vui với việc trao giải cho nghệ sĩ Minh Béo, ông Dương nói cơ quan quản lý chỉ thực hiện quản lý theo pháp luật. Nghệ sĩ Minh Béo đã thực hiện xong nghĩa vụ với pháp luật thì có quyền công dân như mọi người. Còn xét về mặt truyền thống đạo đức thì người Việt có truyền thống lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, luôn mở lối cho những người từng lầm đường lạc lối. Chúng ta luôn nói về tính giáo dục của nghệ thuật, vậy tại sao lại đẩy nghệ sĩ từng mắc lỗi vào con đường cùng trong khi họ đang nỗ lực làm việc, lao động nghệ thuật để phục vụ xã hội? Chúng ta nên chọn cảm hóa một con người hay là đẩy con người đó đến không còn con đường sống? Ông Trần Hướng Dương đặt câu hỏi. Ông Dương cho biết ở nước ngoài cũng có rất nhiều nghệ sĩ vươn lên thành danh và từng có quá khứ nghiện ngập và tù tội. Và trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ cho rằng việc trao giải nghệ sĩ Minh Béo liệu có mâu thuẫn với khuyến nghị của các cơ quan báo chí là không sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử của nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ban hành. Ông Dương nói khuyến nghị đó chỉ dành cho nghệ sĩ vừa có những hành động phát ngôn vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, chứ không phải là người đã thực hiện xong án phạt của pháp luật từ gần chục năm trước. Ông Dương cũng tâm sự thêm, việc đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ thực là chỉ để mà tăng tính giáo dục về các chuẩn mực ứng xử cho nghệ sĩ và cực chẳng đã Bộ mới phải xây dựng. Việc quan trọng mà các cơ quan quản lý muốn làm hơn là làm thế nào để hỗ trợ được các nghệ sĩ hành nghề trong bối cảnh nghệ thuật biểu diễn rất khó khăn, chứ không phải chạy theo những sự vụ mà dư luận bức xúc. Riêng hai cái câu cuối xin báo cáo với các bác rằng á, tôi xin nhắc lại với cả ông Hướng Dương thế này. Riêng hai cái câu cuối của ông á, đã cực kỳ khó có thể chấp nhận. Có những cái thứ để tôi nhắc lại cho ông Trần Hướng Dương biết rằng á, Bác Tổng Bí Thư đã từng nói thế này: có những việc pháp luật không cấm anh làm, nhưng đạo đức, đạo lý dân tộc không cho phép anh làm. Không biết ông Hướng Dương đã nghe thấy câu này chưa? Ông dùng cái lý để khi nói về cái tình, và ông dùng cái tình để bao che cho cái lý. Lươn lẹo đến thế là cùng. Tôi xin chia sẻ các bác thế này. Ví dụ như là cái câu ông nói rằng là cái câu cực chẳng đã mới phải làm cái Bộ Quy tắc ứng xử, thì chứng tỏ rằng các ông không quan tâm gì tới việc ứng xử của nghệ sĩ. Các ông chỉ quan tâm rằng là phải có nhiều cái sự kiện, phải có nhiều những cái gì đó, chứ thực tế không quan tâm đến chất lượng của những sự kiện như thế nào. Và dư luận, ông đè đến dư luận bằng cái câu cuối là mà không chạy theo những cái sự vụ mà dư luận bức xúc. Vậy thì ông đang đứng về phía của dư luận hay ông đang đứng về phía của nghệ sĩ? Và ông nhớ lại câu của Bác Tổng Bí Thư: có những cái việc mà pháp luật không cấm anh làm, nhưng đạo đức, đạo lý dân tộc không cho phép anh làm. Có đúng không? Bằng việc bảo vệ và dung túng cho những người như là Minh Béo và đạp đến dư luận, thì xin phép với cả ông Hồng Quang Minh rằng là ông đang đi ngược lại văn hóa đạo đức dân tộc. Ông đi ngược lại cả Bộ Văn hóa, bởi vì đưa ra Bộ Quy tắc ứng xử mọi người rất kỳ vọng, bởi vì ông nói rằng là cực chẳng đã mới phải làm cái này, đúng không? Thế rồi tiếp theo ông còn nói rằng là Bộ Quy tắc ứng xử này thì gần như rằng là không có hồi tố. Tôi xin nhắc lại cho anh biết rằng là Bộ Quy tắc ứng xử nó không phải là văn bản quy phạm pháp luật để mà ràng buộc người ta phải làm cái gì đó, mà nó là cái khuyến nghị và khuyến khích. Cho nên ấy, nó có thể áp dụng tất cả từ trước đến giờ, từ những cái việc mà bên quá khứ, chứ không phải là Quốc hội ban hành ra rồi bắt đầu áp dụng từ ngày này. Mà đây là văn bản khuyến nghị nha. Thế cho nên ấy, cái việc mà nghệ sĩ Minh Béo, mà tôi nói thẳng luôn đấy, ông nói rằng là những người mà nghiện ngập tù tội, đúng không? Thì ngay cả những người nghiện ngập hay tù tội đó, nó khác hẳn với cái việc mà ấu dâm. Trên thế giới này không ai dung túng cho cái việc ấu dâm cả. Anh còn nhớ đến ngay cả Epstein gì đấy, tôi không nhớ tên lắm, có thể tôi đọc sai vì tôi không giỏi tiếng Anh. Cái anh chàng tỷ phú mà sau này liên quan đến rất nhiều vụ ấu dâm, và khi bị bắt và phải vào tù, thậm chí còn dẫn đến cái vụ ly hôn của tỷ phú Bill Gates, bởi vì người ta nói rằng là ông này rất thân với Bill Gates. Bill Gates thậm chí chưa phạm tội mà chỉ cần quen biết với cả người kia thôi đã bị vợ mình là đã tẩy chay rồi, là ly hôn rồi. Thế rồi rất nhiều những cái sự vụ khác liên quan đến các vì ấu dâm. Bởi vì trẻ em ấy không bao giờ nha. Bây giờ tất cả những cái sự vụ về trẻ em các bác có thể thấy, từ vụ bé An rồi bạo hành rồi các thứ nữa, rồi thậm chí rằng là bị bạo hành đang nói, rồi là bị xâm hại tình dục vân vân, trong khi là chế tài của Việt Nam chưa rõ ràng. Thì cái việc mà các anh nói rằng là những người mà đã bị phạm cái tội này á, thì báo cáo các bác rằng là rất khó có thể chấp nhận họ thành cái gương mặt của công chúng. Hồng Quang Minh, Minh Béo không phải là tấm gương để người ta nói theo. Một con người vượt lên số phận. Người ta nói những con người vượt lên số phận, chứ không phải là một cái người mà án tù về cái tội ấu dâm, và đã thừa nhận cái tội ấu dâm, mà không phải là các anh bắt, mà là bên Mỹ người ta bắt. Hai cái vấn đề đấy nó hoàn toàn khác nhau. Không hiểu rằng ông Hướng Dương này, ông nói thế nào để cái việc này. Và gần như rằng là các cơ quan quản lý đang bất chấp cái dư luận. Và người ta đang mong muốn một cái điều tử tế hơn cho đất nước này. Thì các anh lại lúc tình, lúc lý đưa ra để mà lấp liếm. Mà nói thẳng ra để mà lươn lẹo, để mà nói đối phó. Cho cái việc của các anh là đáng nhẽ mà anh nói rằng là đuổi cùng giết tận, không cho người ta con đường sống. Thì xin lỗi với các anh. Người ta sống có thể bằng nhiều cách. Một người ta hoàn toàn như Minh Béo vẫn hoàn toàn có thể sống mà không cần phải biểu diễn nghệ thuật. Anh ta có thể đi làm shipper giống như rất nhiều người khác. Anh ta có thể đi làm nhà hàng. Anh ta có thể đi rửa bát thuê. Thậm chí anh ta có thể là ông chủ để mà đi đầu tư vào một số cái. Nhưng cái việc mà anh ta xuất hiện lên và được trao giải một nghệ sĩ thì nghệ sĩ không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, mà nghệ sĩ còn phải là tấm gương. Tấm gương để mà giới trẻ và để những người yêu mến soi vào, chứ không phải nghệ sĩ. Các anh cứ nhìn sang bên Trung Quốc người ta đã xử lý các nghệ sĩ kia như thế nào, anh cứ nhìn sang các nước đấy dư luận người ta xử lý những nghệ sĩ đó thế nào. Và thử cho tôi một cái ví dụ rất khó hiểu với một vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Văn Hóa. Thế cho nên tại sao mà Bộ Văn Hóa trước đến giờ người ta đang soi xét và người ta thấy rằng là các anh đang không hết trách nhiệm của mình. Và gần như các anh không làm gì cả. Nếu như mà chỉ việc automatic cái kiểu đó, nghĩa là tôi nói thật là automatic cái kiểu mà tự động theo quy trình quy định mà vào, thì không cần các anh ngồi ở đó. Chỉ cần một vài dòng lập trình cứ apply vào là xong. Ai có quyền công dân có thể làm. Không cần các anh phải quyết định, không cần các anh phải đắn đo, không cần các anh phải ngồi đó làm lãnh đạo để mà phê duyệt. Có đúng không? Vai trò của con người, của người lãnh đạo là ở đó đấy, chứ không phải vai trò con người lãnh đạo là cái kiểu như vậy. Rất khó hiểu với cả ông Hướng Dương này. Không biết các bác nghĩ thế nào, nhưng với tôi thì khi mà tôi cảm thấy rằng là không biết dùng cái từ gì để nói với cả ông Hướng Dương này khi ông ấy nói về cái vụ Minh Béo. Tôi nói thật, kể cả vai trò quản lý lẫn cả vai trò định hướng về văn hóa xã hội để mà quản trị, thì không hiểu ông này đang như thế nào luôn. Rất bức xúc. Và cả cái chị, và cả cái ông hay chị gì mà làm trưởng ở ban gọi là ban chấm khảo nữa, và có các bác rằng là thậm chí còn nói rằng là dư luận thì kệ dư luận. Khó hiểu. Cảm ơn tất cả các bác. Các bác nào có ý kiến thì các bác có thể giúp tôi comment bên dưới. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.